Canada. Jimmy xin kính chào tất cả quý khán thính giả của The Jimmy TV. Kính thưa quý vị, sau lưng của Jimmy là thành phố Toronto. Thành phố Toronto cũng là nơi định cư của khoảng 100.000 người Việt tị nạn ở tại Canada. Và kính thưa quý vị, hôm nay Jimmy rất là hân hạnh để được đón tiếp một vị nhạc sĩ cũng định cư tại thành phố Toronto. Ông là tác giả của những ca khúc mang âm hưởng miền Nam mà quý vị đã thương yêu trong nhiều năm, như bài Lý Con Sáu Bạc Liêu, Bên Dòng Sông Trẹm, Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Kính thưa quý vị, đó là nhạc sĩ Phan Đi Tấn. Mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón nhạc sĩ Phan Đi Tấn. Xin chào chú. Chào Jimmy. Dạ. Hôm nay hai chú cháu mình đang ngồi bên bờ hồ Toronto hả? Đúng rồi. Nhìn qua là cả cái thành phố, thì chú định cư tại Toronto bao lâu rồi ạ? Từ năm 1980 tới giờ. 80 tới bây giờ là coi như là 42 năm rồi. 42 năm. Dạ. Trở lại với chú thì như lúc nãy cháu có giới thiệu đó, là khán giả nhớ đến chú là những bài hát mang âm hưởng miền Nam. Nhưng khi mà được tìm hiểu á, thì Jimmy mới được biết là chú trước đây cũng trong phong trào du ca Việt Nam trước năm 75. Vậy thì chú có phải là sanh trưởng ở tại miền Nam như những nhạc phẩm chú sáng tác hay không? Hay là chú sanh tại miền nào của nước Việt ạ? Không, chú không có sanh ở miền Nam mà là sanh ở trên vùng Cao Nguyên. Cao Nguyên. Sanh tại Buôn Ma Thuột. Dạ. Thì chú sanh ở đó nhưng mà sống một thời gian, cũng khoảng mười mấy năm thì dời về Sài Gòn. Dạ. Với lại quê nội là Cần Giuộc. Dạ. Đã sống ở đó cho tới ngày đi tiếp tục đi học rồi vô đại học rồi trở thành vô đăng lính. Dạ. Đi Thủ Đức. Dạ. Tên Phan Đi Tấn là bút danh của chú hay là tên thật của chú? Tên thật luôn. Tên thật của chú. Vậy là chú là, tại vì Buôn Ma Thuột thì là người Kinh 100% phải không ạ? Người Việt hả? Đúng rồi. Dạ. Kinh Thượng Đề Quê. Kinh Thượng Đề Quê. Cháu thì sanh sau, nhưng mà cháu bị hơi bị nhầm lẫn ở cái chữ là Buôn Ma Thuột rồi Ban Mê Thuột. Không biết cái nào là mới là đúng theo ngày xưa thưa chú. Buôn Ma Thuột được thành lập khoảng năm 1930. Dạ. Đó. Thì lúc đó đó là chính quyền mới công nhận được có tòa hành chánh ở đó. Dạ. Thành ra cái thời Pháp thuộc á, thì người Pháp lúc mà lên Buôn Ma Thuột á, thì họ nghe cái tiếng của người thượng. Dạ. Là Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột. Cho nên người Pháp người ta đọc không được, người ta mới sửa là thành Ban Mê Thuột. Ban Mê Thuột. Đó, còn cái cao nguyên Đắk Lắk á, dạ, thì họ gọi là Đắk Lắk. Đắk Lắk. Rồi thời Việt Nam Cộng Hòa mình thì gọi là gì ạ? Thời Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy luôn. Dạ. Chứ không có gọi là Buôn. Buôn Ma Thuột, giảm loại Ban Mê Thuột. Ban Mê Thuột là đúng. Rồi. Dạ. Rồi sau Việt Cộng thì họ đổi lại thành Buôn Ma Thuột. Dạ, bởi vì đọc nó trèo trèo mà nó. Tức là Buôn là cái Buôn, Ma là cha, Thuột là tên Thuột. Tức là Buôn Ma Thuột có nghĩa là Buôn của Giang Thuộc. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái địa danh đó thì nhiều người Việt cũng hay chọc là Buôn Muôn Thuở hả? Nó có nhiều cái hỗn danh lắm. Hỗn danh. Nào là Buôn Ma Thuột đó ha. Buôn Muôn Thuở, rồi Bụi Mù Trời, rồi Bánh Mì Thịt, rồi Bạn Mê Trai vân vân. Đó là những cái nickname vui vui mà người ta đặt. Từ nhà chú mà tới những cái nơi gọi là cái buôn của người thượng đó, nó xa hay không? Tùy. Yeah. Đó, thí dụ như cái buôn Alea thì nó cách thành phố khoảng một cây số. Dạ. Hoặc là cái buôn của Yút đó thì nó cũng gần, nó ở trong gần cái Dinh Bảo Đại. Dạ. Thì đi cũng khoảng 15 phút thì tới. Dạ. Còn có những buôn rất là xa. Dạ. Ví dụ như buôn Epoch hay là buôn Cô Tam hay là buôn Cô Xia, rồi nó ở xa hơn. Dạ. Hồi nãy chú nói là buôn Yút là tên của ai ạ? Yút là một nhà dân tộc học của người thượng. Dạ. Tức là ông đó đặt ra cái từ ngữ cho người thượng nói. Dạ. Tức là từ của người thượng đó. Của người thượng. Là Yút. Cho nên ta đặt cái tên làm cái buôn luôn. Đúng tên rồi. Là cái buôn luôn. Thưa chú, những cái sáng tác đầu tiên của chú là chú sáng tác ở đâu? Ở Buôn Ma Thuột. Dạ. Là nhạc hay là thơ ạ? Thơ. Ồ, thơ. Thơ trước. Dạ. Thơ khoảng năm 1960. Dạ. Là làm thơ, rồi năm 64 mới bắt đầu làm nhạc.
Dạ. Ai dạy chú những nốt nhạc đầu tiên? À, ông anh ruột. Dạ. Ông dạy hồi nhỏ. Dạ. Rồi ông cũng tự học thôi. Dạ. Rồi sau thì ông tử trận ở Pleiku. À, dạ. Rồi hai anh em đi lính hết. Dạ. Lúc mà chú đóng ở Pleiku á, thì ổng tự trận ở Pleiku luôn, nhưng mà cách của, lúc đó chú đã đang trên thành phố. Còn ổng thì bị Việt Cộng giết ở ngay cái giữa Pleiku với Kon Tum. Wow. Ở quận Lệ Trung. Với cái biến cố lớn như vậy thì chú có ghi lại trong nhạc, trong thơ của chú hay không? Chú lấy cái bài Kính Thưa Thầy đó, cái bút hiệu của chú hồi xưa đó là dùng chữ ND. 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 Dạ. Hoặc là tiếng Anh mình gọi là ND. ND. Dạ. Thì khi mà ông anh tử trận đó, thì chú lấy cái bài thơ Kính Thưa Thầy đó, đổi lại thành bài ca học trò. Bài chú thơ. Coi như cái phổ từ cái bài thơ đó. À. Thành ra cái bài đó là lúc mà chú phổ cái bài đó đó thì tự nhiên nó truyền đi. Dạ. Nó truyền đi về tới Sài Gòn đó, thì du ca ta hát rồi em với Phương nghe thấy cũng hát theo. Yeah. Nhưng mà hoàn toàn là hầu như là sai Tam Sao Thất Bổn. Tam Sao Thất Bổn đó. Dạ. Tức là nó không có hát liên tục, nó không hát dồi dào mạnh mẽ như cái bài Nguyên Thủy của chú. À. Mà họ tới họ, tự nhiên họ ngưng lại rồi họ hát chậm lại. À. Rồi hát nhanh lên là nó không đúng. Ồ vậy hả? Chứ phải là cái đoạn là có không đậu tú tài để thi phi hoa cái đó như là nói vậy đó, cái không đúng. À. Là phải hát liên tục cho tới hết luôn. Kính thưa thầy, đây bài xin tạ con, bài chính ta học viết về nước Mỹ, con viết hai lần sai chữ America, con viết hai lần sai chữ communist, con viết hai lần sai chữ liberty. Làm sao được, làm sao được, bởi ông con vừa chết. Kính thưa thầy, đây bài luận triết của con, một cái nhà và một trái vàng, một đám cưới hồng bên cạnh một đám mang, một kim sông tàng dưới miệng người lo âm, ôi tiếng hát nào bên lề em tuôn lâu. Làm sao thuộc bài con học để vinh thân đời sau. Kính thưa thầy, đây bài toán của con, những đường cong đường thẳng đều có gai nhìn, đường trong thành phố có bà có mì có con gái học trò. Ồ, tại vì sau này thấy anh Thế Sơn có thâu lại cho Thúy Nga. Đúng rồi. Thì các bạn có đúng hay không? À, không đúng. À. Cũng không đúng luôn. Dạ. Chú muốn cái Nguyên Thủy nhưng mà họ không muốn. Dạ. Về cái phần lời trong bài ca học trò đó chú, thì lúc đầu nghe thì Jimmy không có hiểu lắm. Bởi vì có những cái từ tiếng Anh ở trong đó, America rồi Communist mà nó kia. Cái ngụ ý chú muốn gửi qua những cái từ đó là cái gì? Cái thời mà cái thời của chú đó là cái thời sống trong chiến tranh. Dạ. Thành ra những cái từ mà Mỹ rồi cộng coi như là dân chủ cộng hòa rồi cộng sản là communist. Thành ra chú gộp hai cái từ, những cái từ đó như là cái chữ liberty rồi đưa vô cái bài thơ của mình cho nó có sự sống động với lại cái sự trộn lẫn giữa hai ngôn ngữ với nhau. Đó, thành ra cái bài đó là bài Kính Thưa Thầy. Kính Thưa Thầy là bài ca học trò. Có thể xem cái bài ca học trò đó, đó là bài số 3 đúng không? Bài thứ 3. Dạ. Có thể xem bài đó là bài phản chiến được không ạ? Nó có khuynh hướng đó đó. Dạ. Khuynh hướng lại vì cái thời của chú là cái thời mà sống trong chiến tranh. Thành ra mình lúc đó mình cảm thấy nó cái chiến tranh lúc đó tàn bạo, tàn khốc. Nó thê lương, nó toàn là bom đạn giết người không. Thành ra cái hồi đó chú, cái đầu óc của chú nghĩ là mà hầu hết ai cũng vậy, họ muốn hòa bình hơn là chiến tranh, đúng không? Thì những người mà sáng tác được thì họ sáng tác. Thì cho nên chú mới sáng tác bài Kính Thưa Thầy là bài ca học trò. Đúng rồi. Còn bài ca học trò 1, bài ca học trò 2 thì sao ạ? Cái bài ca học trò 1 là bài phổ từ thơ của Cao Huy Khanh. Cao Huy Khanh.
Rồi cái bài thứ hai đó là bài phổ từ thơ của tự nhiên quên mất tên. Thì cái bài thứ ba là bài phổ từ thơ ND. ND tức là của chú. Của chú thôi. Thì cái bài số 3 đó thì sau năm 75 thì mới được thâu âm lần đầu. Đúng bởi rồi. Tiếng hát của chú Elvis Phương. Đúng rồi. Trong băng Phượt Nga mà Jimmy thấy có ghi cái tên bài là bài ca học trò. Mà tác giả thì để là vô danh chứ lúc đó không biết là chú. Khi mà chú qua anh đảo á. Dạ. Năm cuối năm 79 chú qua tới anh đảo thì tự nhiên nghe cái bài bài ca học trò sao ủa sao hát kỳ ai hát kỳ quá. Nghe lại kỹ thì là Elvis Phương hát. Nhưng mà tam sao thất bổn thành ra nó nghe nó cũng lạ đối với chú. Lúc nãy chú có nhắc về phong trào Yuka. Vậy thì chú có là thành viên của phong trào Yuka hay không? Chú là Yuka thành lập năm 1966. Dạ. Chú ngay lúc đó là chú đã là thành viên của Yuka rồi. Lâu thời đó là chia Nguyễn Đức Quang chia tại thành viên Yuka rất là đông. Họ chia ra từng nhóm, nhóm nhà này nhà kia tới ở nhà này nhà kia để sinh hoạt. Rồi đặt tên của những nhóm này, nhóm kia đặt tên như vậy đó. Thì chú đã sinh hoạt trong cái thời gian đó rồi. Thì chú là thuộc nhóm Yuka nào ạ? Lúc đó không tên tuổi gì cả. Vậy hả? Lúc đó thời đó là xong rồi. Rồi tự nhiên cái chú không có sinh hoạt nữa. Chú vẫn tiếp tục đi học. Rồi sau này đi lính. Sau đi lính rồi về đóng quân ở Buôn Ma Thuột á, năm 1972 chú mới tiếp tục sinh hoạt với toán đoàn Yuka Lòng Mẹ ở Buôn Ma Thuột năm 1972. Trở lại với chú thì khi mà phong trào Yuka hoạt động, cháu thấy là mạnh mẽ là khoảng những năm bảy mấy phải không chú, khi mà chiến sự đang lên? Năm 72 trở đi. 72 trở đi. Nhất là năm 74 rất là mạnh. Con nhớ là cái phong trào Yuka đó là một đoàn thể về sinh hoạt văn hóa cũng như là hoạt động về văn nghệ để mà có tính cách là khai phá, là hướng dẫn với tuổi trẻ, cũng như là các thành phần sinh viên, học sinh, thanh niên. Đó, thì Yuka lúc đó đó là Nguyễn Đức Quang sáng tác rất là nhiều, cũng như là các nhạc sĩ khác là sáng tác những cái bài đó để mà gợi lên cái lòng yêu nước, là tác động cái tinh thần của tuổi trẻ đối với một đất nước đang trong thời kỳ chiến loạn. Vậy là cái ý nghĩa của cái phong trào Yuka là để nung đúc tinh thần của thanh thiếu niên thời đó. Đúng rồi. Là hăng say bảo vệ Tổ quốc. Đúng. Vì vậy chúng ta mới thấy là có cái bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ của Nguyễn Đức Quang. Thì lúc đó chú có sáng tác những cái bài nào cho Yuka không? Có. Chú có bài nhưng mà rồi đa số chú đưa thơ vào. Đó. Thì họ không có chọn thơ, đương nhiên rồi. Thành ra chú có sinh hoạt ở trong đó thôi. Có những cái bài ca mà chú có phổ biến nhưng mà không có được hát. Lý do là nó gần có hơi hướng, chưa có phải là Yuka lắm. Về sau này mới là thật sự là đưa vào cái hơi thở của Yuka. Là như bài nào mới gần cái hơi thở Yuka? Sau năm 72. Sau năm 72. Có bài nào được thâu âm trong băng đĩa? Có bài bài Thiên Nước. Thiên Nước. Bài bản Yuka cuối cùng. Bản Yuka cuối cùng của loài người không còn đất sống. Ô, là trước 75 chú đã viết bài đó rồi. Đúng rồi. Cái bài mà bản Yuka của loài người không còn đất sống đó, chắc nhờ chú nói thêm về cái hoàn cảnh chú viết cái bài đó. Thì cái thở đó đó, chú có về Sài Gòn chú sống. Nhưng mà chú nhìn thấy những cái con người mà khổ sở, họ sống ở lang thang ngoài phố. Là trước 75 hay sau 75 ạ? Trước 75. Ok. Chú nhận thấy điều đó thì chú tự nhiên chú nghĩ ra cái bài đó. Cái âm hưởng cái bài đó nó có khuynh hướng cổ điển lắm. Nó buồn. Nó gợi cho cái người nghe đó một cái niềm nỗi buồn và một cái niềm hy vọng ở cái phần cuối.
Đó là cái bài đó được thu âm đó. Đúng rồi. Cái hình ảnh của núi rừng Đan Mê Thuộc nó có ảnh hưởng gì trong nhạc và trong thơ của chú hay không? Chú sinh ở đó thành ra nó cái chất liệu của thành phố, của núi rừng, của cây cối, của sinh vật cũng như động vật rất là ảnh hưởng tới cái tinh thần của chú, đời sống của chú. Thành ra khi mà chú sáng tác có rất là nhiều bài cao nguyên. Giống như cái bài thơ mẹ mà lúc nãy cháu có nhắc đó là cũng có cái âm hưởng của Tây Nguyên ở trong đó. Con nói thì âm hưởng về cao nguyên rất là mạnh. Đúng rồi. Tự nhiên chú không nhớ được nhưng mà cái bài đó rất phổ biến lắm. Đúng. Thưa chú, nhắc đến dòng nhạc của chú đó thì nhiều người nhớ là những bài mang âm hưởng miền Nam. Nhưng mà bên cạnh đó có một cái dòng nhạc nó đối lập với cái âm hưởng miền Nam, nó gọi là nhạc nó hơi cổ điển chút, như là bài Hamlet. Hamlet. Còn nói đúng đó. Hamlet đó là hoàng tử Áo, nước Áo. Thì cái bài đó đó là cái bài Hamlet, là bài thơ của Dr. Zhivago. Thì người dịch là Nguyễn Hữu Hiệu. Nguyễn Hữu Hiệu là em của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Rồi chú phổ cái bài đó, bài Hamlet. Cái âm hưởng cổ điển vô cùng, mà hát lên nghe rất buồn, như cái thân phận của hoàng tử Hamlet vậy đó. Bài đó chú đặt hồi nào ạ? Sau năm 75. Sau năm 75. Nhắc đến thời gian sau năm 75 đó thì đời sống của chú là sao? Thê thảm vô cùng tận. Tại vì chú là lính chiến mà. Thành ra khi mà Ba Mươi Thuộc mất, thất thủ á, thì chú bị bắt. Nó tống vô tù, tù cải tạo. Thì cái trại tù đó đó là thành lập năm 1930 của người Pháp. Thì sau khi thành lập cái trại tù đó, đó dùng để giam tù chính trị. Trong đó có Trường Chinh, Lê Dũng, là những ông cốt cán ở trong đó đó. Của Việt Cộng nó bị bắt. Nhưng mà không hiểu làm sao mà được thả ra. Thì sau này chú bị bắt vô trong đó đó. Chú liền ngớ nga ngớ ngẩn đi tìm những dấu vết của hai ông đó. Để làm gì chú? Thì họ nổi tiếng quá, mà lại họ là một tay Việt Cộng là chuyên môn giết người. Mình muốn tìm hiểu coi dấu vết của họ ở đâu. Nhưng mà làm sao mà có được. Biết được. Thì khi mà thành lập cái trại tù đó là người Pháp thành lập năm 1930 á, thì giao cho một tiểu đoàn Sơn Cước thì bảo vệ cái trại tù đó để nhốt tù chính trị. Về sau này á, là sau năm 75 thì dùng để nhốt tù họ gọi là ngụy quyền đó. Đó với lại tù hình sự. Thì chú nằm ở trong đó một thời gian. Rồi có bị thuyên chuyển đi đâu nữa không ạ? Thuyên chuyển thì chỉ có nhà văn Lê Hữu ha. Nhà văn Kinh Dương Vương. Khi mà chú vô chú gặp hai ông đó. Rồi sau một thời gian á, thì hai ông đó đi, một ông đi Củng Sơn, một ông đi Mê Van, chú vẫn ở lại, cho tới ngày mà chú trốn. Vượt ngục. Chú kể cho khán giả nghe cái hành trình vượt ngục của chú nó có gian nan không? Nó kinh hoàng vô tận cùng. Trời ơi. Có thể nói là một sống một chết. Trời ơi. Khi mà chú ở 2 năm rồi đó. Thường thường mỗi cuối tuần trong trại tù nó cho mình đi gọi là ủng hộ, tức đi ra ngoài mua cây đinh, cây búa, cây xi măng gì đó vân vân, đưa vô cho trại để trại cần. Thì chú đi ra đi vô nó quen đi. Ban đêm á, nó có một cái khe hở ở trong một cái trại á, nó có khe hở thì chú lợi dụng cái khe hở đó ban đêm nhảy ra mà phải có cái sự ở ngoài, phải có sự đồng hành ở ngoài. Cho nên khi mà chú ra rồi nhào lên xe ba lua đi luôn. Đó. Cái xe chở gà vịt. Là phải đậu sẵn ở đó rồi. Đó. Đậu xa chứ. Đậu xa. Xa lắm. Rồi đi luôn cho tới xuống Sài Gòn. Mà xuống Sài Gòn thì đương nhiên là đâu có ai chấp nhận mình. Thuộc thành phần là trốn trại mà. Thành ra chú sống cù bơ cù bất ở ngoài đường. Trời ơi. Sống ngủ trên cây ha. Ngủ trên cây. Trên cây. Rồi về sau này về Cần Thơ ngủ trên cây luôn, Mỹ Tho ngủ trên cây luôn. Rồi ngủ ở ga xe lửa. Rồi ngủ ở
dưới cái chợ, cái sạp bán rau cải của chợ Thái Bình, rồi dưới gầm cầu chợ Cầu Bóng. Trời ơi, lang bạc kỳ kinh hoàng luôn. Yeah. Đói gần chết. Buổi trưa đó chú chỉ uống nước máy thôi. Yeah. Ừ, uống nước máy. Bằng đêm á thì đi tới nhà bà con bạn bè đó. Yeah. Xin miếng mì, mì lúc đó người ta mới gọi là cái mì của người mì quốc danh đó. À dạ. Ừ, biết hả? Ăn đỡ đói. Yeah. Rồi, có lúc chú thấy nha. Yeah. Mình đang ngồi vậy là thì cái người bạn đang nấu bên trụng mì á ở dưới bếp á. Thì có con chuột cống phóng lên cái khổ phóng lên cái rổ mì. Trời ơi. Ừ. Nhưng mà chú xịt nó chạy đi rồi cũng trụng rồi mình cũng ăn thôi chứ làm sao. Dạ. Chú sống như vậy bao nhiêu năm ạ? Gần một năm. Thì một hôm á. Dạ. Buổi tối á, chú nói là sáng nay nhất định là đi tự thú. Đầu hàng. Tự thú để có nhà tù để ở. Yeah. Và có cơm tù để ăn. Yeah. Còn hơn là sống cùi bơ cùi bớt gần chết rồi. Yeah. Nhưng mà trời xanh, trời diệt. Yeah. Thì đêm hôm đó thì cái bà thím kêu đi vượt biên. Yeah. Ừ. Mẹ chú lên ghe chú đi luôn. Đi vượt biên với cái anh hồi nãy mà con thấy đó. À, đó, yeah. Anh, ừ. 9 lần không được. Đi. Yeah. Với chú lần thứ 10 đi luôn. À đi luôn. Ừ. Đi qua tới trại Liễm Sỉnh. Ở 4 tháng thì chú cái người đó đi qua tới Tôn Tô nè. Dạ. Cái chuyến chú đi có bình an hay là cũng rất gặp... là bình an. Ồ, vậy thì tốt quá. 2 ngày 3 đêm. Dạ. Ừ. Biển êm. Ô trời, đâu có êm. Ồ, không êm hả? Trời ơi, lúc mà đi từ tàu á, có 42 người mà chú ngồi trong lòng tàu á. Ừ. Thì cái chân với cái đầu nó gập xuống này nè. Trời ơi, nó vòng tròn. Nó không có thẳng người đâu. Dạ. Nó nhỏ thế vậy đó. Dạ. Mà đi tới nơi á thì đưa lên trại Liễm Sỉnh. Yeah. Ở trong đó được 4 tháng. Yeah. Thì phái đoàn Canada nhân đạo bốc qua tới đây. Yeah. Tới Toronto luôn. Ừ. Yeah. Nhắc đến thời gian sau năm 75 ở hải ngoại thì cháu rất yêu thích một bài của chú là Chia Áo Người Yêu Xa. Ừ. Chú kể thêm về cái hoàn cảnh bài đó. Người yêu nào vậy? Người yêu của chú, chú không có người yêu nhiều. Oh, yeah. Đếm trên tay không hết. Cái đầu ngón tay mà không hết rồi. Đếm hai ngón là hết rồi. Okay. Thì Chia Áo Người Yêu Xa là. Yeah. Khi chú qua đây rồi á. Yeah. Chú mới làm cái bản đó. Yeah. Thì chú tưởng tượng ra người yêu. Yeah. Và có người yêu thiệt. Đó. Thì chú sáng tác ra cái bài đó. Yeah. Rồi trong cái thời gian đó tự nhiên chú nghĩ tới Khánh Ly. Chú liên lạc với Khánh Ly, chú gửi qua cho chị Khánh Ly hát. Dạ. Ừ. Thì cô thì chỉ ra trong cái cuốn băng Tắm Mát Ngọn Sông Đào. Dạ đúng. Ừ. Cháu rất thích. Nghe những lũ tàn phai lăn trên vai em gầy. Chắc nhờ chú nhắc về cái cô trong cái Chia Áo Người Yêu Xa đó. Ừ. Thì cái thời gian mà chú viết là cô còn ở Việt Nam hay là cô đã đi ra ngoại quốc rồi? Một cô ở Việt Nam, cô ra qua hết ngoại quốc rồi. Hai cô đi qua hết ngoại quốc? Qua bên Bỉ luôn. Qua bên Bỉ. Rồi sau một cô chết. Rồi một cô thì lấy chồng người Bỉ luôn. Dạ. Ừ. Là một bài mà viết cho hai cô. Dạ, nhiều cô tưởng tượng.
Ôi, cô chú cũng hay quá. Dạ, thì bài hát đó cứ tưởng đâu là chú viết cho một người còn ở lại Việt Nam. À, không. Chú bên này chú chia sẻ cái nỗi đau. Thì còn ở lại Việt Nam có nghĩa là cái người đó là cái người không tưởng thôi. À, mình cũng phải có sự trộn lẫn giữa thực và ảo. Dạ. Thì mới viết ra cái bài đó. Dạ. Ừ. À, thời gian chú ở bên hải ngoại những năm đầu đó thì cháu có thấy được những cái tấm hình mà chú sinh hoạt văn nghệ chung với nhạc sĩ Việt Dũng Nguyệt Ánh. Ừ. Chắc nhờ chú nói thêm về cái thời gian đó. À, cái đó là thời Hưng Ca. Hưng Ca. Ừ. Dạ. Thời Hưng Ca đó là thành lập năm mùa hè năm 1985. 85. Có năm cái viên gạch đầu tiên. Dạ. Là năm người đó là Quỳnh Công Ánh ha. Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Châu Đình An và chú là năm người. Đó là năm viên gạch đầu tiên lập lên phong trào Hưng Ca. Rồi mới mời thêm Hà Thúc Sinh, rồi Khúc Lan, Khúc Minh, rồi Đào Trường Phúc, Quỳnh Lương Thiện. Phong trào Hưng Ca một thời gian rất là sôi nổi ở hải ngoại thời gian đầu tị nạn. Thì cái tôn chỉ của Hưng Ca Việt Nam là gì thưa chú? À, Hưng Ca đó có nghĩa là gì? Là phục hưng những gì mà đất nước đã bị chôn vùi, đã bị vùi lấp sau năm 1975. Thành ra mình muốn phục hưng lại những gì đã mất đi bằng cách là dùng những cái bài ca yêu nước, những bản tình ca quê hương để mà gợi lại cái niềm tin cho những người đã mất đi cái niềm sự mất đi cái lòng yêu nước, mất đi cái niềm tin, họ muốn vượt lại, đó gọi là phong trào Hưng Ca. Hưng Ca. Là chú là một trong những viên gạch đầu của phong trào Hưng Ca. Cháu cũng muốn tìm hiểu là giữa phong trào Hưng Ca và Du Ca có những điểm giống và khác nhau như thế nào ạ? À, như chú nói hồi nãy đó, Du Ca đó tức là một đoàn thể sinh hoạt về văn hóa, cũng như là những bài ca có tính cách gợi lên lòng yêu nước, khuyến khích tác động cái tinh thần của thanh niên, sinh viên, học sinh. Còn Hưng Ca đó thì như chú nói hồi nãy là phục hưng những gì mà đất nước đã mất, dùng những bài ca có niềm tin, có sự hy vọng, có cái ánh lửa thắp sáng trầm ấm, gợi lên cái lòng yêu nước, thì đó là Hưng Ca. Thì bằng cớ là nhạc sĩ Nguyệt Ánh thì có bài Em Vẫn Mơ Một Ngày Về. Bài Ôi Quê Nhà của chú có phải là trong phong trào Hưng Ca hay không? Không. Không phải. Nó không nằm trong đó. Nhưng mà nó cũng có cái hơi hướng gì vậy? Một người xa nhà nhớ quê hương. Đúng rồi. Bài đó là chú phổ từ của thơ của ai? Minh Việt. Minh Việt. Minh Việt đó, nghĩa nó thật ra là của chú cả. Là bút danh của chú luôn. ND cái gì? Minh Việt có là MV phải không? M và N ở gần nhau phải không? Rồi V á, với chữ người miền Nam mình hay chữ V đó là vợ. ND, MV, đó là MG luôn. Là của chú hết. Nhắc cái thời gian ở Toronto này thì cháu được biết những cái năm đầu khoảng năm 80 mấy thì chú rất là thân thiết với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Chắc nhờ nói thêm về cái tình cảm giữa chú hai anh em là gắn bó nhau lắm từ thổ hàng di cho tới bây giờ cũng vậy thôi. Tuy là mình không có tiếp xúc nhiều như hồi xưa, nhưng mà gặp hai anh em gặp nhau vẫn là bình thường, chung một thành phố. Đúng rồi, gặp nhau có vậy rồi cũng bắt tay rồi cũng vui vẻ nói chuyện thôi, chứ không có cái gì gọi là ác cảm cả. Trong bài hát Phải Lòng Con Gái Bến Tre của chú nhiều người rất là nhớ đó. Thì vợ chú có phải là người Bến Tre hay không? Chú không phải là người Bến Tre nhưng mà chú đã tới Bến Tre nhiều lần. Mà vợ chú không phải Bến Tre luôn? Không phải. Và cô không phải phải lòng cô nào dưới đó hả? Không. Đó là bài thơ của Luân Hoán, nhà thơ Luân Hoán. Thì cái bài đó là chú phổ, là chú lấy cái ý của bài thơ. Thì phổ thành ca khúc. Bầu sáng pha rặt miếu, qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu, tưởng như áo cô dâu.
phải lòng con gái Bến Tre. Yeah. Thật ra cái tựa của ổng là hai câu lục bát dài lắm. Yeah. Chú chỉ lấy tựa là phải lòng gái Bến Tre thôi. Chứ cái tựa gốc mà bài thơ đó thì rất là dài. Là hai câu 6-8. Hai câu 6-8. Dạ. Và chú dựa theo cái ý của bài thơ đó làm ra cái đúng bài rồi. Phải lòng gái Bến Tre. Nhắc chút xíu về cô, vợ của chú. Dạ. Cô và chú gặp nhau trong trường hợp như thế nào? Chú làm báo lửa Việt. Dạ. Ông anh vợ thì cũng làm thư ký ở trong đó. Dạ. Thành ra làm báo thì tới nhà của ông anh vợ làm. Dạ. Anh vợ tương lai đó, lúc dạ. đó thì gặp bà xã chú. Dạ. Thì đương nhiên là cái duyên nợ từ kiếp trước. Ừ. Thì bây giờ tới thành ra sống cho tới tận bây giờ. Dạ, gắn bó tới bây giờ. Ừ. Dạ. Như lúc nãy chú nói là cô không phải là người Bến Tre. Vậy là chú là người tỉnh nào? Cô là người Việt gốc Hoa. Người Việt gốc Hoa. Người Tiêu á. Người Tiêu, dạ. Ừ. Sống ở Kiên Giang, Rạch Giá. Kiên Giang, Rạch Giá. Cháu thấy là chú đã viết rất nhiều những tỉnh thành của miền Nam. Từ Bạc Liêu, nè, Bến Tre, nè, Trà Vinh. Nè. Thì có bài nào cho quê của cô không? Có chứ. Nhưng mà không có dịp phổ biến thôi. Bài nào ạ? Bài Lý Nguyên Sáu Rạch Giá. Lý Nguyên Sáu Rạch Giá. Cái bài Bến Cũ Đò Xưa đó. Bến Cũ Đò Xưa. Bên dòng sông Trẹm nữa phải không? Bên dòng sông Trẹm, Bến Cũ Đò Xưa. Dạ. Là hai bài đó là dành cho bà đó. Dạ, viết là giá đó. Ừ. Dạ. Nhưng mà cái bài Bên Dòng Sông Trẹm thì mới đây cô Hương Lan có thâu cái bài đó. Đúng rồi. Thì cháu cũng có được nghe và thấy được những cái hình ảnh của những con như là sông Trẹm, rồi sông Cái Lớn Cái Nhỏ phải không? Dạ. Sự Cái Lớn Cái Bé. Cái Lớn Cái Bé. Chú có tới cái dòng sông đó chưa? Chưa. Ồ, sao chú viết được giống như là chú đã tới rồi đó. Chú có tới Rạch Giá. Dạ. Vượt biên ở Rạch Giá. Dạ. Thì nửa đêm đó đi vượt qua cái con sông. Dạ. Vượt qua cái con rạch. Dạ. Lúc đó chú mang kiếng này nè. Lúc mà vượt qua rồi đó. Dạ. Lên bờ rồi đó thì mất cái cặp kiếng. Thôi của đi thay người. Thành ra khi mà chú qua tới đảo rồi qua tới đây, chú nhớ lại cái cảnh xưa vượt biên Rạch Giá. Yeah. Thì chú viết cái bài Lý Nguyên Sáu Rạch Giá. Rồi qua đây mới gặp bà xã chú đó chứ. Đứng bên dòng sông, cuộc sống đẹp đẹp, không như lúc mình bầu đi rồi bầu. Nhớ ngày xưa ấy trên sông, nước chảy hay dòng, hoa đưa đò tiễn mẫu về quê bên quê. Nó cũng là cái duyên nợ kiếp nào đó. Dạ, mà cô có sinh hoạt trong văn nghệ hay là hát gì không? Cô chuyên về nấu nướng. Dạ đúng, ừ. Cô nấu rất là ngon. Chắc là vì vậy là giữ chân chú tới bây giờ. Cho hỏi tò mò chút xíu, chẳng hạn như là bài Chi Áng Người Yêu Xa là chú nói là chú viết cho những người tình của mình. Cô có biết những cái chuyện đó hay không? Cái gì mà của quá khứ cô không có chấp nhất. Hay quá. Bà xã chú rộng rãi lắm, không có chấp nhất qua cái chuyện xưa. Dạ. Không có gợi lại cái vết thương lòng gì cả. Dạ. Sống là sống cho hiện tại. Dạ. Cho mình và cho con thôi. Hay quá hay. Dạ. Nhưng mà có cái kỷ niệm vui lắm là cái cô bên Mỹ qua, cô vẫn đón tiếp rất là nồng hậu. Trời ơi, cô hiếu khách lắm nha. Dạ đúng rồi. Như con với Thông đó. Dạ. Con thấy không? Dạ thấy. Rất là hiếu khách. Dễ thương. Ừ. Dạ. Là không có chấp nhất cái những gì của chú ngày xưa. Dạ. Nay người tình qua cũng tiếp đãi rất là đàng hoàng. Dạ. Một người vợ hiền, đảm đang. Và hôm nay Jimmy cũng muốn nhắc và giới thiệu đến với tất cả quý vị. Thưa chú, lúc hồi bé đó, cháu nghe một bài mà biết đến tên của chú đó là bài Lý Con Sáo Bạc Liêu. Cháu không biết chú ở đâu nhưng mà cháu lại tưởng đâu là ông tác giả này là người Bạc Liêu. Tại vì nó gọi là, tại vì cháu là dân Bạc Liêu mà. Thì cái chất xúc tác từ đâu mà chú viết cái bài Lý Con Sáo Bạc Liêu? Năm 1969 đó, chú học ở Đại học Khoa học. Dạ. Vào mùa hè thì chú đi Hông Đa với người bạn đi. Dạ. Khắp lục tỉnh Nam Kỳ luôn. Đi từ Sài Gòn qua nhà bè, rồi về Cần Giờ, Cần Đước. Dạ. Rồi Cần Giuộc, quê nội. Dạ. Của chú. Rồi xuống Gò Công,
khi mà đi qua Cần Giuộc thì đi xuống Bạc Liêu đó, thì chú ghé qua một cái bãi gọi là muối á, người ta làm muối. Thì chú ngồi ở đó ta nhìn người ta, tự nhiên chú nghĩ ra tới con sáo Bạc Liêu. Rồi chú nghĩ trong đầu cái âm hưởng của cái bài đó nó phải là du ca miền Nam mới được. Nó phải có cái âm hưởng của miền Nam. Đó. Thành ra chú mới gợi ra cái ý tưởng đó, qua tới đây chú làm ra cái bài gọi là Lý Con Sáo Bạc Liêu. Rồi thì sao cùng sang sông bỏ trong dĩ vãng tấm lòng mồ côi Bạc Liêu cùng với hoa ngồi nhớ thương em bầu khóc mùi một phen. À ơi ơi à à ơi, trời mưa lâm râm ướt dầm bóng xoay, bầu đi lấy chồng sao chẳng chi câu thề khi nào cậu quay nó hết quay thì qua với bầu mới đứt dây càng trường, mà nay con sáo sang sông, sáo sang sông rộng theo người dưng về xứ xa. Bài đó chú sáng tác năm mấy ạ? À, năm 1900 được rồi, 85 mà chú đã viết rồi. Ôi, Jimmy lại tưởng nó chú viết năm 90 mấy 97 lúc thấy nghe ra cũng video đó chứ. Cái hồi xưa đó cho tới bây giờ đó, chú viết ra, chú hồi xưa thì viết ra bài nào quăng mất tiêu bài đó, thành ra nó uổng lắm. Chú những bài hát ngày xưa, tình ca quê hương, dân ca mất hết rồi hả? Sao vẫn lâm mất hết? Thì qua tới đây chú mới vào sáng tác lại, sáng tác thêm nhiều ra, thành ra chú mới gửi giữ lại đó, rồi mới có cơ hội mới có phổ biến thôi. Và vì vậy mà chúng ta mới nghe được Lý Con Sáo Bạc Liêu phải là một cái Bến Tre. Chú là người gọi là cao nguyên trung phần mà chú đã viết những cái từ ngữ rất là miền Nam, như là cái bài Phải Lòng Cái Bến Tre là qua lẻo đẻo theo sao, là ngoe ngoẩy, những cái từ rất là miền Nam, mà miền Nam xưa đó đôi khi bây giờ miền Tây người ta không dùng những cái từ đó nữa. Dạ, trong nước bây giờ đôi khi người ta lên Sài Gòn, người ta về lại dưới quê, người ta lại dùng những từ của Sài Gòn, người ta không dùng những cái từ dưới miền Tây, miền lục tỉnh nữa, thì coi như những cái từ cũng nghe lại rất là thích. Như cái bài Lý Con Sáo Bạc Liêu đó thì từ đâu mà chị Phi Nhung thâu bài đó và thành công khi mà Paribay lập ra cái chương trình gọi là chúng ta đi mang theo quê hương đó. Dạ đúng ạ. Thì cô Thủy, cô có nhờ chú Ngạn cho hai bài. Chú xin chú hai bài. Chú mới gửi bài Lý Con Sáo Bạc Liêu với lại bài Ôi Quê Nhà. Thì cô lấy cả hai bài. Ôi Quê Nhà thì anh Nguyễn Hưng hát. Nguyễn Hưng hát. Còn bài Lý Con Sáo Bạc Liêu là chị Phi Nhung hát. Lúc đó chú đâu biết ai hát đâu, nguyên cả chú chỉ biết gửi hai bài đó thôi. Rồi sau này băng ra thì chú mới biết là Phi Nhung hát với lại Nguyễn Hưng. Xem như là chị Phi Nhung cũng chuyên chở những nhạc miền Nam của chú đến với khán giả vào thời điểm đó. Thì cái tin không vui là năm vừa rồi chị Phi Nhung bỏ chúng ta ra đi. Thì bây giờ chắc nhờ chú nói thêm về chị Phi Nhung. Chú gặp Phi Nhung ở ngoài chưa? Phi Nhung rất là dễ thương. Một cái người đó là chú chưa thấy một ca sĩ nào có tấm lòng bác ái như Phi Nhung cả. Một người bất hạnh, hình như vậy mà sống một cuộc đời sống như là hết lòng với xã hội, với cuộc đời này. Nhưng mà một điểm khắc nghiệt ở cái chỗ là sống hết lòng với con người, với đời, nhưng mà lại chết quá sớm. Mà chết không phải là tự nhiên chết, mà chết vì hy sinh cho người khác sống,
để cho mình chết. Yeah. Một cái ca sĩ như vậy rồi chú thấy không có người thứ hai. Yeah. Ừ. Một cái ca sĩ mà cô đơn từ lúc nhỏ, mồ yeah. côi, yeah. rồi lớn lên rồi lại nuôi một đàn con yeah. mồ côi luôn. Yeah. Sống vậy đâu có, chú thấy không có ca sĩ nào bằng cái cô Phi Nhung đó cả. Yeah. Mà lại chết một cách oan nghiệt như vậy thì quá tội nghiệp đi. Yeah. À, cháu thấy những cái tấm hình mà chú đưa đó thì có những cái hình mà chị Phi Nhung với cô Khánh Ly qua đây trình diễn, hình như có gặp chú với cô. Đúng rồi. Dạ. Mỗi lần Phi Nhung qua đó thì hay gặp chú. Dạ. Rồi hai chú cháu có lần lên hát ở câu lạc bộ đó, cũng Phi Nhung giới thiệu chú lên rồi hai chú cháu hát nói chuyện với nhau vui quá. Chắc là chú biết là chị Phi Nhung cũng là ở vùng gọi là Pleiku. Pleiku. Dạ, cũng là ở miền trời. Hồi xưa chú đóng Pleiku lúc đó là Phi Nhung còn đi chơi trên trời chưa sanh ra. Dạ. Đúng rồi. Thì cho nên hôm nay nhắc về chị Phi Nhung với nhiều bài hát mà chị hát của chú. Ừ. Trong đó có bài Phải Lòng Gái Bến Tre, Lý Quân Sáu Bạc Liêu. Bến Cũ Đồi Xưa. Bến Cũ Đồi Xưa nữa hả? Ừ. Dạ. Ừ. Bến Cũ Đồi Xưa là chú nói là viết cho quê của cô. Đúng rồi. Dạ. Cái thời gian mà chú ở Toronto này đó thì bên cạnh công việc về viết nhạc thì chú có làm báo như lúc nãy chú nói phải không? Đúng rồi. Vậy chú đã được đi nhiều nơi để viết bài hay sao? Ồ, nhiều lắm. Dạ. Chú sáng tác về thơ, chuyện, nhạc đã, bên Mỹ đăng rất nhiều. Dạ. Như tờ báo Văn, rồi Văn Học Nghệ Thuật, dạ. rồi Phụ Nữ Diễn Đàn, rồi dạ. Sài Gòn Thai của nhà thơ Thái Tú Hạp. Dạ. Rất là nhiều. Việt báo nữa. Ừ, Việt báo. Dạ. Thì giữa một nhạc sĩ và giữa một văn sĩ thi sĩ thì chú thích cái công việc nào hơn? Cả ba. Cả ba luôn. Trời sinh với chú cả ba. Dạ. Chú thích cả ba luôn. Dạ. Chú lúc mà chú sáng tác nhạc á, thì tay phải, tay trái viết thơ và làm viết văn làm thơ. Chú làm một lúc luôn. Làm một lúc luôn. Chứ không có đợi khi cái này xong rồi mới qua cái kia xong mới qua cái nọ. Dạ. Nhiều khi chú đang làm nhạc thì nửa chừng chú nhà qua thơ. Dạ. Rồi tự nhiên nghĩ ra cái một cái đoạn văn nào đó. Dạ. Sáng tác văn lại ngay. Dạ. Là cùng một lúc. Cùng một lúc, không đợi chia. Dạ. Bây giờ chú có sáng tác nhiều như cái thời gian trước đây hay không? Về nhạc. Nhiều hơn hồi xưa chứ. Nhiều hơn. Nhiều hơn xưa rất là nhiều. Dạ. Nhất là văn. Dạ. Chuyện của chú nhiều lắm. Dạ. Mà bây giờ cũng chưa có chịu in nữa. Dạ. Mới in cho chú có gửi cho con cái cuốn dạ. đó. Dạ. Rồi thêm hai cuốn sau này nữa. Dạ. Rồi bây giờ chuẩn bị in thêm hai cuốn nữa. Dạ. Còn về nhạc thì có nhiều bài nào mà miền Tây chú sáng tác nữa không chú? Gần đây. Có chứ, có chứ. Cái bài Thương Nhớ Gò Công. Thương Nhớ Gò Công. Dạ. Rồi Cần Dược Thương Yêu. Dạ. Mà một số bài của chú bây giờ là ca sĩ ở trong nước thâu rất là nhiều, chẳng hạn như Lý Quân Sáu Bạc Liêu. Ôi trời, nhiều lắm. Phải lòng, nhất là Phải Lòng Gái Bến Tre, cả ngàn người hát á. Dạ. Thì vấn đề về nhạc và về văn, về thơ, nhất là về viết về văn đó, bên này hình như càng ngày nó không còn cái đất sống như cái thời gian 80 phải không tùy, chú? Dạ. Tùy tác giả. Dạ. Thí dụ chú viết á, chú gợi về cái những hình ảnh, nhớ lại những hình ảnh ngày xưa. Dạ. Chú viết bình thường thôi. Dạ. Chứ đâu phải là vì bên đất sống bên này mà phải viết về bên này đâu. Chú vẫn viết bên này cũng có. Dạ. Và viết về thời xa xưa chú đã từng sống trong cái hoàn cảnh đó thì dạ. chú moi nó ra. Dạ. Chú viết ra thành tác phẩm. Dạ. Trở lại chút xíu cái thời gian tám mấy thì cháu thấy những cái hình ảnh đám cưới của cô chú đó thì cũng có một số văn nghệ sĩ tới dự ở đây. Rất là đông lắm. Rất là đông. Dạ. Có nhạc sĩ Châu Đình An. Có. Dạ. Châu Đình An lúc đó làm phù rể. Dạ. Thì ông Nguyễn Ngọc Ngạn thì làm MC. Rồi Bắc Phong thì lên hát. Dạ. Với Châu Đình An. Dạ. Rồi cả ông nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cũng lên hát. Ôi trời, vậy hả? Vui quá. Lúc đó vui lắm. Dạ. Năm 85 chú ha? 86. 86. 86.
Dạ. Đó là cái thời gian vui của văn nghệ Việt Nam mình hiện tại nơi đây. Cháu thấy là ở tại Toronto này thì ngày xưa có nhiều ca sĩ ở đây như chị Tâm Đoan gì cũng ở Toronto này. Tâm Đoan. Dạ. Ở một thời gian ở đây. Thời gian ở đây. Rồi sau qua Mỹ. Dạ. Rồi Phương Diễm Hạnh. À, chị Phương Diễm Hạnh. Rồi Giao Linh. Dạ, cô Giao Linh. Cũng Toronto. Rồi mình Chế Linh nữa. Ông Chế Linh. Ừ. Toronto mình cũng nhiều người tài quá chứ. Trời, về văn nghệ chú dựa hơi ghê đó. Lúc mà chú qua đây đó mà sinh hoạt báo chí viết văn viết nhạc đó thì có ai mời chú qua bên Cali định cư hay không? Có chứ. Dạ. Ừ. Tại sao chú không đi? Cắm rễ đây rồi lấy gì đi. Ở đây quen. Thành ra bên Mỹ xô bồ quá, chú sống ở đây quen cái cảnh thanh bình rồi. Dạ. Nó yên ả hơn, thành ra sống ở đây mà có lẽ là vì vậy mà chú nhờ vậy đó, mà cái không khí đó là chú cho chú cái sự sáng tác nó hơi nhiều. Dạ. Chẳng hạn như về sáng tác một cái bài hát về cổ điển đi thì mình đã biết về theo nốt nhạc hay là những cái bài hát rồi, nhưng mà những cái bài miền Nam đó, cái âm hưởng miền Nam chú phải học từ ở đâu mới có được những âm hưởng như Lý Công Sáo chẳng hạn? Quê nội của chú là Cần Duộc, coi như là miền Tây. Dạ. Thì chú cũng ở đó một thời gian. Dạ. Thành ra nó cũng ảnh hưởng chứ. À. Ừ. Chú sống ở đó cũng đi học ở đó một thời gian. Dạ. Thời đó đó, cái thập niên 60 đó. Dạ. Là từ giữa năm 50 cho tới 60 á. Dạ. Là Cần Duộc á nghèo vô tận. Dạ. Ừ. Nó chú sống giữa cái một cái dãy nhà tranh. Dạ. Mà chung quanh đó là cỏ lau bạc đầu. Trời ơi. Ừ. Sống là lúc đó là thắp đèn dầu thôi. Dạ. Yeah. Thì ông già của chú thì đàn giọng cổ. À. Ông là nghệ sĩ cổ nhạc. Dạ. Yeah. Chuyên về violon. Dạ. Yeah. Thành ra chú cũng ảnh hưởng rất nhiều. À, hèn chi. Và sau này lên Bâm Thuộc á. Dạ. Yeah. Thì đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga lên thì mỗi lần lên á có thành được như Úc Bạch Lan. Dạ. Thì hay mời ba của chú đánh đờn. Oh, dạ. Kéo đờn đừng có. Ba của chú tên gì ạ? Ba Lô. À, cũng là một nghệ sĩ kéo đàn. Nghệ sĩ đờn cò. Đờn cò. Với lại violon. Hay thì là chú đã thấm được cái chất nhạc âm hưởng miền Nam từ những cái bài đờn cổ rồi. Dạ. Giữa Lý Công Sáo Bạc Liêu với Lý Công Sáo Rạch Giá nó giống nhau không chú? Giống chứ. Tại vì âm hưởng miền Nam mà. À. Nó giống nhau vậy thôi. À. Thì ví dụ phải lòng cái Bến Tre, Lý Công Sáo Bạc Liêu, bên dòng sông Trẹm, Bến Cụ Rồi Xưa nó giống nhau. Nó giống nhau. Ừ. Dạ. Cái miền Nam mà. Sao đặt nhiều con sáo quá. Mỗi tỉnh là một con sáo. Mà con sáo là con gì mà sao thấy đặt vào trong nhạc rất là nhiều thưa chú? Sáo là biểu tượng của một người nữ đi. Dạ. Lấy chồng. À. Con sáo là một cái biểu tượng hiền lành. Dạ. Mà người miền Nam mình á là người rất là giản dị, mộc. Dạ. Mạc và hiền lành. Dạ đúng. Khi mà sang sông thì tở thành con sáo. À, dạ. Nhưng mà ngày xưa nó có bài dân ca Lý Công Sáo đó. Dạ. Anh em con sáo sang sông để cho con sáo sổ lòng bay đi. Đó, đó. Bay xa. Bay xa. Dạ. Đó, là từ cái câu đó. Hôm nay rất cảm ơn chú đã chia sẻ về những cái bài hát của chú sáng tác, về văn, về thơ, về nhạc của chú. Và ngồi ngay bên bờ hồ Toronto này, cảnh quá là hữu tình. Lạnh gần chết. Đâu, tại vì vẫn còn trong mùa đông. Cảm ơn chú đã ngồi nãy giờ với cháu, chia sẻ về những bài hát. Và chúc chú nhiều sức khỏe. Và hy vọng là có nhiều bài hát từ nơi chú, nhất là những bài văn hưởng miền Nam. Cảm ơn Jimmy rất là nhiều. Dạ. Rất là hân hạnh được Jimmy ghé qua đây. Dạ. Chú rất sung sướng được Jimmy ghé mắt qua. Cháu rất là mến nhạc của chú. Dạ. Sẵn đây á, chú. Dạ. Cảm ơn Jimmy cũng như. Dạ. Cảm ơn Thâm. Dạ. Mà Thâm này Thâm Hồ. Dạ. Hồ họ Hồ là họ của má của chú đó. Ồ. Vậy hả? Dạ. Thâm rất là dễ thương. Dạ. Cũng dễ thương như Jimmy thôi à. Cảm ơn chú. Cháu định nói là cháu còn sao. Cảm ơn chú. Cô là một người cô mà lần đầu tiên cháu được gặp trong dịp này. Cô rất là
hiếu khách, nấu những món ăn thật là ngon cho hai cháu đúng ở nơi đây. Thì chắc là cháu phải trở lại Toronto để phỏng vấn chú thêm và được ăn những món ngon của cô nấu. Nhất là lẩu, lẩu cả thế giới không ai có. Dạ đúng, dạ đúng. Cô nấu xôi mặn rất ngon, mì vịt tiềm rất ngon. Cho nên là hy vọng lần tới trở lại nơi đây thăm cô chú. Cảm ơn chú thật là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình Bước Chân Dĩ Vãng vào kỳ tới. Rồi thì sao cùng bay xa, bỏ chân bến nước tiếng ca buồn dàng trôi chẳng tiếc chi nhiều, tiếc thương em bầu chín chiều ruộng đau.